Xứ sở hoa anh đào, xứ phù tang, đất nước mặt trời mọc. Tất cả đều là nickname không lẫn đi đâu được của Nhật Bản. Đây quả là một đất nước thú vị khi vừa giữ được những nét văn hóa truyền thống giữa một xã hội tiên tiến và hiện đại bậc nhất. Nhìn vào bản đồ, bạn có thể thấy đất nước này là một quần đảo núi lửa tọa lạc trên Thái Bình Dương. 97% diện tích đất liền được tạo thành từ 4 hòn đảo chính là Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu. Địa hình đồi núi chiếm 70% diện tích Nhật Bản với 200 ngọn núi lửa. Điều đáng nói là 80% trong số chúng vẫn còn đang hoạt động âm thầm. Ngoài ra, Nhật Bản có đến 6.852 hòn đảo nên quốc gia này còn được gọi là đảo quốc. Dân số Nhật Bản rơi vào khoảng 126 triệu người. Mặc dù Nhật Bản có đến 47 tỉnh thành, nhưng tính riêng Tokyo thì đã chiếm hết 13 triệu người. Đúng là đô thị đất chật người đông, vì thế giá cả cũng đắt đỏ bậc nhất thế giới. Về khí hậu, Nhật Bản nằm trong khu vực ôn đới với bốn mùa rõ rệt. Mùa nào cũng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Xuân có hoa anh đào, thu có lá đỏ, đông có tuyết trắng. Vì vậy, bạn có thể đến Nhật quanh năm mà không sợ bị bỏ lỡ bất kỳ cảnh đẹp nào. Nhiệt độ trung bình ở Nhật Bản cũng tương đối dễ chịu. Như ở Tokyo, có nhiệt độ cao nhất là 31 độ vào tháng 7, tháng 8, thấp nhất là 0 độ vào tháng 1. Đơn vị tiền tệ của Nhật là yên. Nhật Bản cũng là một trong số những quốc gia sử dụng cả tiền giấy và đồng xu. Xu nhỏ nhất là 1 yên và lớn nhất là 500 yên. Tiền giấy bắt đầu với mệnh giá 1.000 yên, 5.000 yên và cao nhất là 10.000 yên. Đồng 500 yên bé xíu xíu nhưng lại tương đương với 100.000 đồng Việt Nam. Còn tờ 10.000 yên sẽ tương đương với 2 triệu đồng. Một điều thú vị khác về Nhật Bản chính là việc quốc gia này không có thủ đô chính thức. Thủ đô của Nhật Bản sẽ được quyết định tùy vào thiên hoàng. Theo thông lệ, nơi thiên hoàng ở chính là thủ đô. Từ năm 794 tới năm 1868, nơi ở của thiên hoàng được đặt tại Kyoto, nên đây từng là cố đô của Nhật Bản trong nhiều năm. Đến năm 1868, trụ sở của chính phủ Nhật Bản và nơi ở của thiên hoàng đã được dời về Tokyo. Cho đến hiện tại, Tokyo vẫn đang được xem là thủ đô tạm thời của Nhật Bản. Một sự thật khác cũng thú vị không kém, đó chính là ở Nhật Bản vẫn còn thịnh hành rất nhiều các môn thể thao truyền thống, chẳng hạn như sumo, kiếm đạo. Tuy nhiên, môn thể thao vua của Nhật Bản lại là bóng chày, được du nhập từ tận nước Mỹ xa xôi. Lý do khiến nhiều người nghiện du lịch Nhật Bản chính là vì đồ ăn thức uống ở đây phải nói là đỉnh của đỉnh. Từ các món ăn đắt tiền như sushi, lẩu thịt bò sukiyaki, cho đến những món bình dân như mì ramen, mì udon, cơm cà ri, thịt heo chiên xù, tonkatsu. Món nào cũng ngon lành, hấp dẫn và có thể tìm thấy ở bất cứ đâu ở Nhật Bản. Tuy nhiên, để mà tìm được bảng hiệu của quán ăn hoặc nhà hàng thì khá là gian nan. Không chỉ bởi các hàng quán san sát nhau mà còn bởi người Nhật sử dụng đến 3 bảng chữ cái không hề quen thuộc với người nước ngoài. Chữ viết mềm mại đáng yêu này là hiragana, chữ cứng là katakana và chữ hán tự được gọi là kanji. Trong đó, chữ kanji được sử dụng nhiều nhất và cũng là bộ chữ có số lượng từ khổng lồ. Ngay cả người Nhật cũng chưa chắc đọc được hết và chính xác các chữ kanji khó. Chẳng hạn như niên hiệu hiện tại của Nhật Bản có tên gọi là lệnh hòa. Đây cũng là một chữ kanji không phổ biến với ý nghĩa tượng trưng cho một thời đại mới, với những làn gió xuân hy vọng mới, đồng thời ngợi ca được thiên nhiên tươi đẹp của Nhật Bản. Nhật Bản còn chứa đựng rất nhiều điều thú vị cho chúng ta khám phá. Đây cũng là nơi phát minh ra những vật dụng tiên tiến, góp phần làm thay đổi thế giới. Với những bạn yêu văn hóa truyền thống, geisha hay samurai quả thật là chân lý. Cũng không thể nào quên được những nhân vật hoạt hình như Doraemon hay Thủy thủ mặt trăng mà chúng ta cùng lớn lên. Mỗi người đều sẽ có một định nghĩa riêng dành cho Nhật Bản. Vậy với bạn, Nhật Bản là gì? Hãy comment bên dưới để cùng chia sẻ nha. Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh Kilala để khám phá những video thú vị về Nhật Bản nhé.